Xin mời chào quý vị đến với kênh YouTube Go Go Around TV. Kính thưa quý vị, bây giờ mình đang đứng ở dưới tầng hầm thứ nhất của tòa nhà Vincom Huế đây. Theo như tìm hiểu thì mình thấy là tòa nhà này có hai cái tầng hầm quý vị. Đây là cái tầng hầm bên trên, cái nơi để xe máy, xe hai bánh. Còn đây là cái đường đi xuống tầng hầm thứ hai quý vị này. Tầng hầm bên dưới là cái nơi để xe ô tô đó quý vị. Bây giờ chúng ta cùng khám phá cái không gian của cái tòa nhà Vincom này tí quý vị nhé. Hình như cái tầng hầm bên dưới là người ta không cho chụp ảnh quay phim nữa quý vị. Bên có hỏi rồi, nhưng mà quý vị thấy có cái đường đi xuống này đây. Đường ô tô đi xuống bên dưới đổ xe để vào tòa nhà Vincom này. Đây là cái nơi bà con đi vào gửi xe đây quý vị. Tòa nhà Vincom tầng hầm bên dưới, tức là tầng hầm trên đấy, tầng phần thứ nhất. Thì quý vị thấy là cái hệ thống trên sàn quý vị thấy chưa, rất là chăng chịt, nhiều cái hệ thống, có lẽ là ống dẫn khí rồi nước rồi điện quý vị. Đây quý vị thấy có một cái bãi xe máy. Rồi chúng ta cùng đi khám phá cái đường đi lên như thế nào nhỉ. Đây là bà con đang đứng đợi đi lên xuống thang máy đó quý vị. Bây giờ chúng ta đi thang bộ đi. Thang bộ đây quý vị này, thoát hiểm, lối thoát. Đây có đường đi xuống tầng hầm nữa quý vị này. Chúng ta xuống tầng hầm bên dưới đấy. Có hai tầng hầm. Chúng ta đang ở cái tầng hầm bên trên. Rồi đây là lên cái tầng trên mặt đất ở đây. Cái khu này là Pizza Company. Cái không gian của nhà hàng bán bánh pizza Ý đấy quý vị. Ăn bánh pizza giờ này thì chúng ta thấy là có chỗ rồi. Hồi nãy bên với công gia đình ăn là ngồi phải đợi tầm nửa tiếng đồng hồ đợi đưa bánh ra. Rồi khoảng 40 phút là sắp hàng đợi ban ghế trống mới vào ngồi được. Rồi quý vị thấy có những cái làng hoa mới, tức là mới khai trương xong đấy. Làng hoa chúc mừng các thứ trang trí, quà tặng của các vị khách đến tham dự. Đường đi lên, trong cả cái video trước thì bên đã có livestream kỹ cái đường đi lên đi xuống rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lướt qua cái khu này với cái chất lượng video không phải là livestream cho nên nhìn nó đẹp hơn, video quay. Thank you.
Rồi còn lên các tầng trên thì bên đã có video đi lên rồi quý vị nha. Quý vị xem cái video livestream gần đây thì video khai trương tòa nhà Vincom là bên đã lên bên trên rồi. Chúng ta lại đi qua khu bệnh pizza quý vị này. Rồi mấy anh Tây đang đứng chờ vào ăn đây. Rồi bây giờ chúng ta đi ra bên ngoài quý vị. Mặt này là đường Đồng Đa. Quý vị thấy quang cảnh bà con gửi xe này rất là đông này. Quý vị thấy là bà con đông quá để xe lẫn ra đường này. Công an phải đi dẹp đến đâu đường đâu đi cũng còn gửi xe để tham quan vào tòa nhà Vincom của mình này, vào ăn uống mua sắm và phần lớn là tham quan là chủ yếu. Đây là đường Đồng Đá đấy quý vị. Tòa nhà Vincom nó nằm tầng ngã 6 An Cừu, nhưng mà ở đâu này thì thấy là cái trường mầm non. Mầm non 1 vẫn còn cái cành mọi người gửi xe đây. Rất là dài tới đằng kia luôn quý vị. Bên này là cái khu tập thể Đồng Đá quý vị. Rồi bây giờ chúng ta băng qua đường Đồng Đa, ở cái đoạn khu tập thể Đồng Đa. Đây cái khu tập thể nhìn cũ cũ bên trước đấy quý vị. Đi qua bên này để quý vị thấy là bên này cũng có gửi xe, nào là xe ô tô rồi xe máy, rồi một số cái xe khách ô tô lớn để đi tham quan cái Vincom. Đây này này, quý vị thấy rõ cái bảng nơi gửi xe này đúng không? Mấy ngày nay những cái mặt bằng gần đây ăn theo Vincom cũng tốt đây, bởi vì quý vị thấy cái vỉa hè đều tận dụng để làm cái nơi gửi xe hết. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ngày 21 này là ngày thứ 3 kể từ ngày khai trương 19, 20, 21. Quý vị thấy đấy, hai bên là đều là vỉa hè tận dụng làm cái khu cái nơi gửi xe cả. Có nhiều người cũng ăn theo cũng được, ví dụ như là cả cái bác mà trước đây á làm nghề vả xe sửa xe con quanh đây cùng viết những cái sổ giữ xe cho bà con. Một xe như vậy là 5.000. Đằng này là ngã 6 An Cừu quý vị. Người ta nhìn vào cái tòa nhà Vincom tí quý vị này. Đây cái khu nhà bên kia đây. Nhìn lên này. Bên trên này còn tối, nhiều người bảo còn tối om, bởi vì người ta làm theo mình là chưa xong. Mà đúng như vậy. Quý vị thấy xe nhiều không? Ở đâu ra mà tập trung về Vincom quá trời là người đây. Bên chỗ trung tâm văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thế quý vị này, người ta gửi xe cả một bài. Và đằng này cũng thế này, phía này là đường Hùng Vương đây.
Đây quý vị thấy một bãi xe dài. Đây một bãi xe dài đúng không? Dài dằng dặc. Chúng ta băng qua đường Hùng Vương quý vị. Phía này là trước cái nhà văn hóa thông tin. Đây các vị thấy cùng một cái bãi giữ xe này đó, lên tới tầng bên kia các vị. Rồi đây cũng giữ xe cho bà con tham quan Vincom nè các vị này. Chung quanh cái vị trí ngã sáu này đều được tận dụng để giữ xe cho bà con tham quan tòa nhà Vincom. Hướng này là đường Lê Quý Đôn nè các vị. Quý vị đi về hướng này, quý vị sẽ đến đường Bạch Triều và rẽ trái thì quý vị sẽ đi qua cầu Vị Dạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng băng qua đường Lê Quý Đôn này. Tại đường mặt chúng ta là có một cây một số cây ATM của ngân hàng BIDV. Thế bây giờ chúng ta lấy xe, bên lấy xe và về nhà quý vị nhé. Cảm ơn quý vị theo dõi video. Rất mong quý vị không quên ủng hộ video của mình kênh YouTube Google Around TV. Quý vị hãy giúp mình bấm nút like, đăng ký để nhận các cái video mới mà mình tải lên thì sẽ bảo vệ mọi quý vị. Khi quý vị bấm đăng ký tức là subscribe, quý vị bấm thêm cái chuông nữa nó sẽ bảo vệ để quý vị xem và tận mắt chứng kiến các cái hình ảnh về Huế hàng ngày mà mình sẽ tải lên trên kênh YouTube Google Around TV. Vâng, xin mến chúc mọi người luôn vui khỏe, thành công. Xin hẹn gặp lại quý vị nhé.